Bonsai Đỗ Huy xin kính chào quý vị. Kính quý vị, Bonsai Đỗ Huy đang có mặt và chia sẻ cho quý vị tại Festival Linh Bình năm 2024. Và vừa rồi Bonsai Đỗ Huy đã chia sẻ cho quý vị cái dàn cây bonsai tầm trung và mini tại triển lãm Linh Bình. Thì trong thước phim này Bonsai Đỗ Huy sẽ tiếp nối cái thước phim vừa rồi, chia sẻ tiếp cho quý vị cái dàn cây mà vẫn còn chưa chia sẻ quý vị nhé. Thì tiếp theo là tác phẩm Mai Chú Thủy của anh Tâm Phạm, một cây mai chú thủy bóng tàn tuyệt đẹp ngay trước mắt quý vị. Cây cao khoảng 80 phân, 8-90 phân từ mặt chậu lên. Đẹp quá quý vị ạ. Mai chú thủy thì chơi rất là sang, đồ chơi sang trọng, quý phái. Và cây không những cơ chơi nghệ thuật và lại có, khi mà cái mùa nở hoa thì mùi hương của mai chú thủy rất là ngào ngạt. Mùi hương quyến rũ và đẳng cấp của mai chú thủy thì không phải bàn cãi rồi. Và chúng ta đến với những cây xanh Nam Điền của anh Thành Lá Cọ. Đây là cây xanh dáng trực, có một cái cành phóng. Cành phóng này tạo cái điểm nhấn cho tác phẩm. Nhưng Bonsai Đỗ Huy phải dành cái lời ngợi khen cho chủ nhân của tác phẩm. Cái bộ răm làm tự nhiên đẹp quá quý vị. Bộ răm này rất tự nhiên và đẹp. Bộ bệ và thân chảy hết rồi quý vị. Thế vào cái điểm này, cái cây thần hoành hoành này, thì Bonsai Đỗ Huy vẫn cảm giác thấy thiếu thiếu một cái chút gì đó. Bonsai Đỗ Huy cũng hiểu là người chủ nhân cũng muốn cho cái mặt chơi mở rộng ra. Nhưng với một cái tỷ lệ cây tầm này thì mặt chơi này có lẽ là hơi rộng. Chúng ta có thể là làm một cái cành hề ở đây, nhẹ nhẹ ở đây thôi, dâng lên một chút thì có lẽ là bố cục sẽ chặt chẽ hơn. Và hai nữa lại cắt được cái đoạn này, cắt được cái đoạn dài này. Đây anh ấy có mầm rồi này, có mầm ở đây rồi. Bonsai Đỗ Huy chỉ có thấy một cái tí nhỏ ở đấy thôi. Còn cây này là cây về vào hình, quý vị nhìn thấy rất đẹp. Bộ rằm phải nói là anh ấy đã đưa cái kỹ thuật rất cao vào tạo tác rồi. Và chúng ta đến với tác phẩm tiếp theo. Đó là cây sơn trà. Đây là cây sơn trà tuyệt đẹp quý vị ạ. Một cây sơn trà, cây đa thân. Và chúng ta nhìn thấy bóng dáng tự nhiên của cái tác phẩm sơn trà này, quá đẹp. Một bức tranh tự nhiên, sống động. Và cây này thì Bonsai Đỗ Huy nghĩ là khi ra lá còn đẹp hơn rất nhiều nữa. Cây này thì đang chơi răm. Nhưng mà cây này thì bóng tàn này, nếu có lá thì còn đẹp hơn. Và vẫn tiếp tục là tác phẩm của anh Thành Lá Cọ. Phải nói là cái dàn cây của anh Thành này, anh ấy làm bộ răm đẹp mê hồn quý vị ạ. Đây là cái bộ răm mà Bonsai Đỗ Huy đánh giá rất cao. Bộ răm mạch lạc, thưa thoáng và rõ nét. Nên chúng ta nhìn vào chi tiết các bộ răm thì anh ấy đã lọc rất kỹ, lọc bỏ hết những cái răm xấu, răm thừa và còn lại những cái răm đẹp, tạo lên tổng thể tác phẩm. Bộ bông răm như một cái bộ quần áo chúng ta đang mặc ấy. Nếu chúng ta khoác lên cái bộ quần áo hợp với chúng ta, đẹp, thì quý vị hiểu
là tôn cho chúng ta thế này, mà chúng ta mặc cái bộ quần áo nó không hợp với chúng ta, nó xấu xí, nó đơn giản, thì hạ thấp chúng ta rất nhiều. Thế và đây bộ râm này rất là sang trọng, quý vị, sang trọng, lịch lãm và đầy quyến rũ. Những cái tác phẩm mà muốn có hồn thì bộ râm, bộ tàn là cái quyết định. Cây có thân có quý đến mấy, có đẹp đến mấy, nhưng nếu không biết hoàn thiện bộ râm thì cây cũng vô hồn. Đây là cái bộ râm, là cái lấy được trái tim của quý vị. Đây là tác phẩm của bạn Hà Xuân Lợi, và chúng ta sẽ đi ngắm tiếp quý vị nhé. Xuống xe đi. Chúng ta đến với một tác phẩm Xanh Nam Điền. Cây này cái bộ bè khủng khiếp quý vị ạ. Quý vị ơi, rễ đã gồng lên, gồng lên còn cao hơn cả chậu. Đây là cái câu trả lời cho những cái cây tuổi chậu, cây cốt chậu. Quá khủng khiếp. Cái này phải đòi hỏi cái sự kiên trì, nhẫn lại của người chủ nhân. Trên mặt chậu là gần như toàn rễ thôi, mà rễ là gồng lên, gồng lên khỏi mặt chậu. Một tác phẩm mà Sát Huy đánh giá rất cao cái nét cốt chậu. Và đây cũng vậy, đây hình như là cũng là cây đấy của một chủ nhân. Và chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của câu lạc bộ bonsai phố cổ. Một cái trực xanh quê đẹp quá quý vị ạ. Đồ chơi đẹp quá. Và tiếp tục là cây của bonsai phố cổ. Và những tác phẩm tùng của bonsai phố cổ. Rồi những cây hoa sữa. Rồi những cây tùng. Tạo lên cái đa dạng cho triển lãm. Sành quế rất già quý vị ạ. Ở đây thì bà xã đã nhìn thấy một đôi xanh quê già, cốt chậu khủng khiếp. Và tiếp đến là cây của anh bonsai chính hiệu. Đây là cây xanh dáng nghệ thuật của anh bonsai chính hiệu. Một cây xanh quê có bộ bệ chảy nhuyễn rất rộng, và thân thì cũng lộ rõ những cái điểm chùn, điểm méo. Và tác phẩm thì có một cái cành rơi tạo điểm nhấn rất lớn cho tác phẩm. Một cây có chất nghệ sĩ ở trong đó. Cây của anh chính hiệu quý vị nhé. Và chúng ta sẽ đến với cây thứ hai của anh. Cây này là cây anh đặt là trực hoành. Một cây xanh Lam Điền quý vị nhé. Cây cũng đầy nghệ thuật. Anh mang đến Ninh Bình hai tác phẩm.
cây có những cái nét đặc sắc riêng. Chúng ta sẽ đi sang mặt đối diện để ngắm tác phẩm của anh. Mặt nào cũng đều đẹp quý vị ạ. Và ngắm mặt sau của cây xanh quê của anh. Nhìn bộ bệ thích quá quý vị ạ. Bộ râm thì ở cái mức hoàn thiện rất cao rồi. Bộ râm thì anh đã đưa vào đó rất nhiều những công sức, trí tuệ của anh, tình yêu của anh. Đến hôm nay một cây đẹp thế này, hoàn thiện rất lâu rồi. Ô anh Chí Hiệu à, cái này của anh thì em chỉ chê là nó quá đẹp thôi. Vâng, cái này kể ra thì nó bớt đẹp đi thì tốt. Bộ râm này, bộ râm đẹp thế nhỉ nhỉ, bộ râm quê mà phải nói là già, già mà dày chứ. Nó cứ trần trụi kiểu gì ấy. Mà gai hết lên tận đầu cành rồi. Gai đầu cành rồi. Bệ thì chảy nhuyễn rồi. Bệ rất đẹp quý vị nhé. Bệ trải dài tứ diện. Mà cái bộ bệ thì đang có những cái nét chun chảy. Đẹp. Đây anh Chính Hiệu đây. Cảm ơn anh nhá, cây rất chất lượng của anh. Mình quay cây mình cũng khó nói lắm. Nhưng mà Văn Thái Hiệu đang quay bên cạnh thì thấy Đức Huy quay cây của Văn Thái Hiệu. Đang bình tâm xem là Thái Đức Huy đánh giá như thế nào. Vâng, một cây đầy cái chất thơ, chất nghệ sĩ ở trong anh. Vì qua những cái tác phẩm này thì Văn Thái Hiệu cũng cảm nhận là anh là người yêu thích nghệ thuật thế nào, và chứa đựng trong anh rất nhiều những cái chất nghệ sĩ, chất thơ ở trong đó. Minh chứng là cái cành rơi này, cành rơi đẹp sai, quá. Giờ bọn sai bảo là giống cái dáng anh. À giống dáng. Nó mảnh khảnh. À. Nó văn nhân mà. Vì anh những người anh cũng rất là đẹp mà, người anh Chính Hiệu rất là đẹp. Không có 58 cân thôi, không có đẹp đâu. Kính thưa quý vị. Bonsai Đức Huy đang chia sẻ cái dàn cây bonsai tầm trung và mini tại Festival Linh Bình. Thì đến cây của anh Bonsai Chính Hiệu. Và cây của anh Bonsai Chính Hiệu thì cũng là một cái cây khép lại cái thước phim chia sẻ tại triển lãm Linh Bình. Xin được chào tạm biệt quý vị. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.